Thì hôm nay là mùng 2 Tết, cũng không có gì hơn thì cũng xin chúc tất cả mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, tiền vàng như nước, làm tới đâu thì mùa bội thu nhiều đến đó nha. Thì năm mới thì hiện tại thì cửa hàng mùng 10 sẽ là chính thức khai trương lại để bắt đầu một năm 2022 đầy những em siêu phẩm để gửi đến tất cả mọi người nhiều hơn. Thì cũng có mong tất cả mọi người và cả nhà sẽ cùng luôn quan tâm và theo dõi những cái vlog mà mình hay quay gửi đến tất cả mọi người nha. Và bây giờ thì mình sẽ đi chơi. Ok, mời tất cả mọi người đi theo mình. Ai thành vlog nha mọi người.